xin được gửi lời chào tới toàn thể quý khán giả hâm mộ bóng đá Bùi cũng như toàn thể quý khán giả đang theo dõi trực tiếp trên trang web đất thủ Việt Nam. Trước mắt quý khán giả đang là sân vận động bóng đá Phước Tùng và lạc tại đường Nguyễn Phước Tân Vạn, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Nơi đây sẽ chuẩn bị được diễn ra trận cầu giao hữu sân 7, một trận cầu đỉnh điểm buổi sáng chủ nhật ngày này giữa các FC An Nhơn và FC Phú Mỹ. Đây là hai đài kinh địch gặp nhau ở rất nhiều những trận đấu. Phi Hùng rất nguy hiểm, thêm một cú. Vâng, tỷ số đã đến với các cầu thủ FC Phú Mỹ. Vẫn là những tình huống áp sát của đội trưởng Mã Lải, và lần này anh đã thành công với cú ra chân của mình. Chúng ta cùng xem lại bàn thắng này một lần nữa. Đây là sai lầm. Khá hay. Tuyến này được chuyền cú. Vâng, cuối cùng thì những đường chuyền, những pha xử lý của FC An Nhơn cũng đã đem lại bàn thắng gỡ hòa dành cho đội bóng của đội trưởng Vũ Messi. Và trả bóng cuối cùng vừa rồi là của ngôi sao áo số 19 Trương Việt. Và nhả cánh vừa rồi là của Trương Việt. Phi Hùng, Trương Việt cơ hội, tiếp tục là cơ gã bất ngờ khi mà An Nhơn là những người đã có bàn thắng để vươn lên dẫn trước với đối thủ của mình. Cú ra trận, tình huống để bóng cuối cùng vừa rồi là của Linh Tốc Giải. 2-1 cho An Nhơn. Hoạt động năng nổ. Cuối cùng thì Linh Tốc Giải cũng đã tìm kiếm được bàn thắng dành cho mình ở trong hiệp thi đấu này. Tiếp tục là pha đều bóng của mình, rất hợp lý. Đề tuyến này dứt điểm ơi. Bàn thắng thứ ba đến với các cầu thủ FC An Nhơn, và đó là cú ra chân của Đề. Một pha ná độc kết của ngôi sao vào số 88 bên phía An Nhơn. Tốc độ của Minh Vương, cú ra chân thứ ba của Minh Vương và bàn thắng thứ hai dành cho cầu thủ FC Phú Mỹ. Bàn thắng thứ hai đến từ những phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp một. Và những nỗ lực của FC Phú Mỹ đã được đền đáp bằng bàn thắng. Quả đá phạt rất gần với khung thành của Minh Nghĩa, có bàn thắng gỡ hòa dành cho cầu thủ Phú Mỹ hay không? Cú dứt điểm rất căng của Minh Vương. Đây đó! Bất ngờ bất ngờ khi mà cầu thủ Phú Mỹ đã tạo ra bàn thắng trong tình huống vừa rồi. Một pha bóng lập bập trước khung thành của Minh Nghĩa đó. Và tình huống đánh đầu cuối cùng là Đình Lê. Một sự thay đổi người hoàn hảo của đội trưởng Mã Lai. Ba đều. Một màn trình diễn tuyệt vời mà An Nhơn và Phú Mỹ đang tạo ra dành cho những quý khán giả, những fan hâm mộ của đội bóng mình. Vâng, cơ hội. Như vậy thì bàn thắng thứ tư đã đến với các cầu thủ Phú Mỹ FC. Hãy cùng chờ quyết định cuối cùng. Đó là bàn thắng. Đó là bàn thắng dành cho Phú Mỹ FC. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống này. Vừa rồi là những tình huống đi bóng của Quốc Cường, và đây sẽ là cơ hội phản công. Đường chuyền rất hay, Trương Việt pha xử lý. Thêm một tình huống mà chúng ta đã nhìn thấy được An Nhơn đã có được tình huống chuyển khởi trạng thái rất nhanh. Vâng, tỷ số là 4-4 dành cho An Nhơn. Lại là pha xử lý rất bình tĩnh của Trương Việt.
Đây đang chính xác là sự mong đợi của những quý khán giả. Màn rượt đuổi tỷ số ngoan mục, quá đẹp mắt với pha giả chân vừa rồi của Thanh Quý. Cầu vồng đã xuất hiện trên sân vận động bóng đá Phước Tùng. Vâng, quý khán giả sẽ cùng xem lại bàn thắng này. Một câu trả lời thích đáng của các thủ phủ Mỹ FC. Tỷ số được nâng lên thành 5-4 dành cho Phú Mỹ. Thần Vũ Bạch Sĩ đường chuyền rất hay, phía không thể cản phá, cú ra chân là không thể cản phá của Phi Hùng. Nam Đô dành cho An Nhân. Đây đã là phút thi đấu thứ 73 của hiệp thi đấu thứ hai và chúng ta vẫn chưa thể xác định được một chiến thắng dành cho đội bóng nào ở trong trận cầu giao hữu ngày hôm nay. Và đây sẽ là câu trả lời của Phú Mỹ FC. Quốc Cường được chuyền tuyến đầu, bất ngờ, một bất ngờ nữa mà Phú Mỹ FC đã tạo ra. Bàn thắng thứ 6 dành cho các cầu thủ Phú Mỹ FC. Các thủ Phú Mỹ đường chuyền nhanh, Đình Lê dứt điểm. Vâng, bàn thắng thứ 7. Đình Lê đã có thêm một bàn thắng nữa dành cho các cầu thủ Phú Mỹ FC. Trái bóng đã tìm đến vị trí của anh, không thành công với cú ra trận của mình. Vâng, và đúng lúc này thì tiếng còi của trọng tài BB cũng đã vang lên, kết thúc hiệp thi đấu thứ hai ở trong trận cầu giao hữu ngày hôm nay giữa FC An Nhân và FC Phú Mỹ. Kết thúc với một chiến thắng ngọt ngào dành cho đoàn quân của đội trưởng Mã Lai.